Vụ sát hại bạn nhậu ở Thủ Đức bắt khẩn cấp nghi phạm Nửa máu ghen tuông dùng súng tự chế làm trọng thương tình địch Hành trình bắt giữ tên trộm đột nhập nhà dân, cuộm hai khẩu súng và nhiều tài sản Tìm thấy dấu vết thuốc nổ trong đường Nordrim Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Bản tin sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin nhanh nhất, mới nhất về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những cuộc hỗn chiến vì bia rượu đang diễn ra ngày một nhiều, có chiều hướng gia tăng. Mới đây tại thành phố Thủ Đức sau bữa nhậu, nam thanh niên lao vào xử bạn cùng phòng trọ dẫn đến thương vong. Cụ thể ngày 19 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ án mạng xảy ra địa bàn phường Linh Xuân. Trước đó vào tối ngày 18 tháng 11, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi đoạt mạng người. Theo thông tin ban đầu, chiều 17 tháng 11, Nguyễn Văn Quang cùng với PVH, PTG 26 tuổi quê Quảng Bình và ba người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở hẻm 131 đường số 6, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Trong lúc ăn nhậu, giữa Quang và một người khác nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Đến tối, nhóm này rủ nhau đi chơi tăng hai ở một quán karaoke trên địa bàn thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Sau khi đi karaoke xong, cả nhóm ra về. Khi về đến phòng trọ, Quang bất ngờ dùng vật sắc nhọn ra tay với hai anh PVH và PTG. Sau đó anh Hát lấy xe máy bỏ chạy tới đường số 6 thì gục xuống đường tử vong, cách nơi bị đâm khoảng 200 mét. Còn anh D được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo cơ quan điều tra, án mạng xuất phát từ việc trong cuộc nhậu, Quang, Hát và Z cùng nhắc lại chuyện ở chung phòng trọ nhưng không hợp vì không giữ vệ sinh chung và nhiều chuyện lặt vặt khác. Sau của cãi vã, do có men trong người nên Quang không kiềm chế được bản thân, dùng dao lia hát và dê thương vong. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai với đối tượng Nguyễn Văn Quang. Thời gian qua, những vụ việc bạn bè anh em hỗn chiến đều xuất phát từ bia rượu. Qua sự việc này, hy vọng mỗi người cần giữ tỉnh táo, không nên vì nể nang hay bị khiêu khích mà uống quá chén dẫn đến hậu quả đau lòng. Thời gian gần đây nhiều vụ án mạng thương tâm xảy ra chủ yếu xuất phát từ ghen tuông, mâu thuẫn tình ái. Những người trong cuộc không thể kiểm soát được hành động suy nghĩ của mình, để lại những bi kịch đau lòng. Và mới đây, công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra và truy tìm nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, nghi ngờ bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Ngày 19 tháng 11, công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc truy tìm một đối tượng ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam do hành vi sử dụng súng tự chế khiến một người phải nhập viện. Cụ thể vào khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 11, tại nhà bà Mai Thị Mi, sinh năm 1961 ở thôn Bãi Cả, xã Bình Sơn Lục Nam xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Đối tượng Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1973, trú tại thôn Trẻ, xã Trường Sơn, được cho là đã sử dụng súng tự chế, sử anh VVG, sinh năm 1976 ở thôn Tranh, xã Vô Tranh, Lục Nam. Hậu quả anh Diện bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bắc Giang. Ngay sau vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Lục Nam và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng Giang và điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Bước đầu, Cơ quan Điều tra nhận định, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông nên đối tượng Giang đã nổi súng với anh Dê. Hiện cơ quan đang tiến hành truy bắt đối tượng và điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây tại Quảng Ngãi xảy ra vụ hỗn chiến trong quán nhậu giữa hai nhóm thanh niên, điều đáng chú ý hơn là đối tượng dùng súng hỗn chiến không gây thương tích cho người khác nhưng lại gây thương tích cho chính mình. Tối ngày 18 tháng 11, công an huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Sơn đã phát lệnh truy nã tìm người đối với Phạm Quang Thịnh, 26 tuổi ở thôn An Điểm 2, xã Bình Trương, huyện Bình Sơn. Đối tượng Thịnh là nghi phạm trong vụ nổ súng tại quán nhậu vào khuya ngày 17 tháng 11. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 17 tháng 11, tại một quán nhậu ở khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Trong quá trình hỗn chiến, Thịnh đã rút súng bắn vào đối phương. Tuy nhiên, viên đạn đi trượt không trúng ai. Sau khi nổ súng bất thành, Thịnh bị nhóm thanh niên đối diện tước súng dẫn đến trọng thương. Thịnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn sau đó. Qua điều tra bước đầu, công an huyện Bình Sơn phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh thanh niên nghi sử dụng súng trong lúc xô xát là Phạm Quang Thịnh, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, các đối tượng xấu thường rất manh động, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Mới đây tại huyện Cát Hải, Hải Phòng, một thanh niên lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, lẻn vào nhà lấy đi tiền mặt cùng nhiều kim loại quý trị giá khoảng 1,5 tỷ. Ngày 18 tháng 11, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý tên trộm đột nhập nhà dân lấy đi hai khẩu súng, lượng lớn tiền vàng và kim cương. Trước đó ngày 4 tháng 11, chị DTTG ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng trình báo công an huyện Cát Hải về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản kẻ trộm đã cúm đi một lượng lớn tài sản gồm khoảng 150 triệu đồng, một máy tính bảng iPad Air 12 trị giá 20 triệu đồng, một nhẫn vàng 18K gắn kim cương 3C86 trị giá 145 triệu đồng, một bộ kim vàng dây chuyền và khuyên tai 18K gắn đá quý 15C363F4 vàng 15C trị giá 70 triệu đồng. 5 cây vàng trị giá 284,5 triệu đồng, 10 chỉ vàng thân tài trị giá 57 triệu đồng, một nhẫn kim cương 6,8 ly trọng lượng 1,22 CT trị giá 550 triệu đồng, hai khẩu súng công cụ hỗ trợ, loại bắn đạn cao su, 6 viên kim cương 5 ly OEF trị giá hơn 227 triệu đồng. Theo trình báo, tổng tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 1,5 tỷ. Nhận được tin báo, Công an huyện Cát Hải đã huy động nhiều lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng vào cuộc điều tra truy bắt nghi phạm. Lực lượng nghiệp vụ đã thu được dấu vân tay trong phòng làm việc của gia đình chị Dê. Kết quả tra cứu, lực lượng phá án tìm ra dấu vân tay thu được tại hiện trường trùng với dấu vân tay của Lê Đức Vũ, sinh năm 1990, chú tại tổ dân phố 9, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Tên này có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi gây án, Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khẩn trương phá án, Công an huyện Cát Hải đã tổ chức nhiều mũi trinh sát truy theo dấu vết nóng quyết tâm bắt bằng được thủ phạm. Đến 0 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Cát Hải phối hợp Công an xã Hồng Thái, Công an huyện An Dương, Công an huyện Kiến Thụy bắt giữ Lê Đức Vũ khi tên này đang lẩn trốn tại xã Hồng Thái An Dương. Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Vũ khai nhận hành vi trộm cắp tài sản Cụ thể đêm 29 dạng sáng 30 tháng 10, Vũ thấy nhà chị Dê không khóa cửa nên lẻn vào trộm cắp số tài sản trên. Sau đó Vũ mang về nhà cất giấu, hai khẩu súng hắn đem vứt xuống biển. Trên đường chạy trốn, Vũ đã kịp bán đi một ít vàng để lấy tiền tiêu xài. Khám xét nơi ở của Vũ tại tổ dân phố 9 thị trấn Cát Bà, Cát Hải, cơ quan điều tra thu giữ hai nhẫn kim cương, một bộ kim vàng, hai khuyên tai gắn kim cương, bốn nhẫn vàng tròn, bốn miếng vàng thần tài và 12 triệu đồng. Tổng số tài sản thu giữ có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Đến 11 giờ ngày 8 tháng 11, công an huyện Cát Hải đã tìm được hai khẩu súng công cụ hỗ trợ tại khu vực vịnh Bến Bèo thuộc thị trấn Cát Bà, Cát Hải. Công an huyện Cát Hải bàn giao hồ sơ vụ án cùng đối tượng tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố để tiếp tục điều tra xử lý. Các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sơ hở lúc chủ nhà ngủ không khóa cửa để thực hiện hành vi trộm cắp. Qua sự việc này, người dân khi ngủ hay trước khi đi ra khỏi nhà cần kiểm tra kỹ càng cửa nẻo để tránh trường hợp tương tự xảy ra. Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông. Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng, tại hiện trường các phương tiện hư hỏng nằm la liệt. Đến sáng ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ba phương tiện, trong đó có một mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông trên đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 18 tháng 11, người dân đi trên đường Man Thiện nghe tiếng động lớn phát ra từ vụ va chạm giao thông. Sau đó là cảnh tượng một chiếc mô tô đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông và hai xe máy đang nằm dưới đường, cả ba xe hư hỏng nhiều phần. Vụ va chạm này khiến hai người đi xe máy bị thương nặng. Sau khi sự việc xảy ra, người dân và lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ hai người đi xe máy đi cấp cứu. Một trong hai nạn nhân điều khiển xe máy bị thương nặng nguy kịch, còn người lái xe mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông may mắn không bị thương nặng. Theo một nguồn tin, chiếc mô tô đặc chủng trong vụ tai nạn thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tiếp tục bản tin sẽ là thời lượng dành cho phần tin thể thao. Tâm điểm sự chú ý ngày hôm nay chắc chắn không gì khác chính là những diễn biến đáng chú ý xung quanh vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, được cho là hấp dẫn nhất hành tinh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, World Cup 2022 tại Qatar là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được chuyển sang mùa đông do việc thi đấu bóng đá trong những tháng mùa hè ở Qatar với nhiệt độ trên 40 độ C. Thế nhưng ban tổ chức lại không lường trước được thời tiết giữa tháng 11 của nước chủ nhà bỗng nhiên nắng nóng. Với thời tiết nắng nóng đang làm khó các cầu thủ vốn ở trời Âu đã quen với thời tiết lạnh giá. Điển hình là tuyển Anh đã đến Qatar được 3 ngày nhưng các ngôi sao vẫn chưa thể làm quen được với thời tiết tại đây. Kể từ khi đến Qatar vào tối thứ ba, các buổi tập đã được tổ chức vào lúc 12 giờ 30 phút chiều hoặc thời gian nóng nhất trong ngày để cho phép các cầu thủ thích nghi với sức nóng trước cuộc gặp với Iran. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều theo giờ Qatar, nghĩa là thời tiết không quá nóng khi họ ra sân lần đầu tiên ở giải đấu. Nhà đưa kim Á quân châu Âu được chủ nhà World Cup 2022 hỗ trợ máy phun xương tại sân Aguara trong quá trình tập luyện. Theo Thoughtsport, một số cầu thủ của Tam Sư đã thở dốc sau buổi tập. Tại Qatar, nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 32 độ C. Đoàn quân huấn luyện viên Gareth Southgate cần sớm làm quen với điều này, bởi ở trận gia quân, họ sẽ phải thi đấu vào lúc 16 giờ giờ Doha. Jude Bellingham nổi tiếng là cầu thủ có thể lực bền bỉ, nhưng anh vẫn gặp khó trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Qatar. Một số cầu thủ tuyển Anh thậm chí ví von, cái nóng lúc 16 giờ 30 tại Qatar như muốn thiêu đốt họ. Ở thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời lên đến 32 độ C. Vấn đề không chỉ là nhiệt độ, tại Qatar, độ ẩm và sức gió đều rất thấp, dễ các cầu thủ dễ mất nước hơn điều kiện thông thường. Hiện tại các thành viên của ban huấn luyện Anh đang phải theo dõi dự báo thời tiết liên tục để đưa ra kế hoạch tập luyện phù hợp. Họ hy vọng thời tiết khi Tam sư ra sân vào đầu tuần sau sẽ dễ chịu hơn. Theo lịch, Anh sẽ gặp Iran lúc 16 giờ giờ địa phương ngày 21 tháng 11 tới. Để làm dịu đi phần nắng nóng, một chiếc máy tạo sương mù được đặt biệt danh chiều mến là chiếc lán nhiệt đã được lắp đặt bên cạnh sân tập của đội tuyển Anh. Khăn lạnh túi trường và áo dài tay cũng được cung cấp cho các buổi tập. Harry Kane vốn quen với cường độ tập luyện cao tại Tottenham là cầu thủ hiếm hoi không cảm thấy khó chịu ra mặt vì điều kiện khắc nghiệt tại nước chủ nhà World Cup. James Madison bị chấn thương khi thi đấu ở vòng 16 Premier League và tiếp tục gặp vấn đề trong buổi tập gần nhất của tuyển Anh. Tuy vệ sinh năm 96 phải bỏ giờ buổi tập và đang chờ kết luận từ đội ngũ y tế. Madison đang là cầu thủ chạy cánh người Anh có phong độ tốt nhất ở cấp câu lạc bộ, ghi 8 bàn 4 kiến tạo cho Leicester. Trong phần tiếp theo của bản tin, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Liên quan đến vụ dò dỉ đường ống Nord Stream đang là mối quan tâm của toàn châu Âu, mới đây các nhà điều tra Thụy Điển đã tìm thấy dấu vết thuốc nổ tại địa điểm đường ống Nord Stream, dòng chảy phương Bắc bị hư hại, xác nhận một vụ phá hoại nghiêm trọng đã xảy ra tại đây. Ngày 18 tháng 11, một công tố viên Thụy Điển cho biết, các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết chất nổ tại các vị trí đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc bị hư hại, qua đó xác nhận có hành động phá hoại. Cơ quan công tố Thụy Điển ra tuyên bố nêu rõ, quá trình điều tra phân tích đã phát hiện dấu vết chất nổ trên một số vật thể được thu thập. Cuộc điều tra rất toàn diện và phức tạp. Quá trình điều tra đang diễn ra sẽ xác định nghi phạm. Các hệ thống dòng chảy phương Bắc 1 và 2 nằm dưới đáy biển Baltic, dẫn khí đốt từ Nga sang Đức bị hư hại từ cuối tháng 9 năm nay. Thụy Điển và Đan Mạch đang điều tra bốn điểm dò dỉ trên những đường ống thuộc hai hệ thống này do cho rằng các vết dò rỉ là do các vụ nổ mạnh gây ra. Các nhà địa chấn học ở Đan Mạch và Thụy Điển trước đây cũng cho biết đã ghi nhận những chấn động ở khu vực lân cận nơi dò dỉ khí đốt và cho thấy không giống với tín hiệu từ động đất. Sự cố vỡ đường ống dưới đáy biển xảy ra vào ngày 26 tháng 9, phun khí vào đại dương và nổi bọt lên bề mặt trong một tuần sau đó. Các chuyên gia đã cảnh báo về mối nguy hiểm chung và lo ngại về thiệt hại môi trường. Hiện Nga và Đức cũng thành lập các đơn vị điều tra để làm rõ nguyên nhân dò dỉ đường ống. Đến nay chưa xác định được sẽ mất bao lâu để có thể khôi phục được các tuyến đường ống trên. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov ngày 18 tháng 11 cho biết, Nga sẽ đánh giá đầy đủ hư hại trên tuyến đường ống trước khi quyết định việc sửa chữa. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình tháng 8 tháng 9 năm 2022 ở khu vực Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ, tháng 10 ở mức sắp xỉ trung bình nhiều năm, tháng 11 tháng 12 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Tháng 1 năm 2023, nhiệt độ sắp xỉ mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cùng lúc đó, trung tâm cũng đưa ra các dự báo cho rằng mùa đông năm nay đến sớm hơn, lạnh hơn so với mọi năm. Tuy nhiên đã lập đông và đang ở giữa thời điểm tháng 11, người dân miền Bắc vẫn cảm thấy nắng nóng, thậm chí nhiều người phải mặc áo ngắn tay khi ra đường. Nhiệt độ cao nhất mỗi ngày được dự báo cho gần một tháng qua, dao động ở mức 30 độ C. Thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, từ đầu tháng 10 tới nay, mặc dù vẫn đón những đợt không khí lạnh, chỉ có đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 18 đến 20 tháng 10 gây rét tại Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 đến 17 độ, vùng núi thấp hơn, trong đó vùng núi cao nhiều nơi thấp dưới 11 độ. Bên cạnh đó, khu vực Vịnh Bắc Bộ đã quan trắc được gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7. Sang tháng 11, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C. Khoảng trung tuần và nửa cuối tháng 12, miền Bắc nước ta sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông năm 2022. Theo các chuyên gia, nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước, xanh kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu nhưng sẽ không kéo dài vẫn có thể có những đợt rét đậm rét hại tuyết rơi nhưng nếu tính trung bình chung của những đợt lạnh ấy cộng lại so với trung bình nhiều năm trước sẽ không bằng xác suất để có những đợt như thế cũng không nhiều vì khi pha trung tính hoặc elino thịnh hành thì cơ hội để tạo ra các đợt lạnh sẽ ít đi theo mô hình phân tích dự báo khí hậu toàn cầu GFS, các tỉnh miền Bắc của Việt Nam có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 1 đến 1,5 độ C so với trung bình giai đoạn 1980-2009. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ cao hơn 0,5 đến 1 độ C, nhiệt độ các tỉnh phía Nam không đổi so với mọi năm. Các chuyên gia cho biết, mùa đông không chỉ đến muộn mà có xu hướng ấm lên do tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong 10 năm trở lại đây. Trong đó 2016 được xem là năm ấm nhất với nền nhiệt mùa đông cao hơn 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Các năm 2018, 2019, 2020 nằm trong danh sách 5 năm có mùa đông ấm nhất trong giai đoạn 1986 đến 2020. Số ngày rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C và số ngày rét hại với nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C cũng giảm rõ rệt. Ở nước ta, theo thống kê gần 60 năm trở lại đây, số lượng các đợt không khí lạnh từ Siberia tràn xuống ngày càng giảm mạnh. Thông thường mỗi năm có từ 29 đến 30 đợt không khí lạnh đi xuống, nhưng 10 năm trở lại đây giảm còn 25 đợt. Đặc biệt từ 2019 giảm còn 17 đợt không khí lạnh từ Siberia tràn xuống nước ta. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn khác trong bản tin của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.